Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có đơn hàng của anh Tám ở Trà Vinh này. Cái này là cái thuốc để sử dụng phun xịt những cái con như là con sâu đục trái táo, hay là những cái con như sâu hồng hoặc là sâu trắng cái đầu đen đấy nhé. Cái gói đó, cái gói A500 thì sử dụng kết hợp cùng với cái chai đại bàng lửa này này. Cứ một cặp chai gói là sử dụng được khoảng tầm 200 lít nước nhé. Cách đây một tháng là khoảng tầm tháng 9 thì anh Tám cũng có sử dụng của em cái loại mà thần điêu và cái sạch bóng sâu dày 3 số 6 này. Một cặp như này thì nó cũng có thể sử dụng để phun xịt cho những cái con sâu đục trái táo này. Cái cặp này thì nó pha được khoảng tầm 300 lít nước thôi. Và ở cái đơn lần đó là anh có lấy thêm mấy bộ cái mà ra cái bộ mà lớn trái đẹp trái lên màu cho trái táo là cái bộ Cansibogaba này nhá. Cansibogaba kết hợp cùng với hai cái gói poly 21 11 21 này. Một bộ này các anh chị pha được khoảng tầm 400 lít nước. 4 đến 500 lít nhé. Nếu mà sau đậu trái khoảng tầm vài ngày thì mình pha 500 lít. Và khi trong vườn táo mình mà nó trái nó lớn được khoảng tầm bằng cái lớn hơn cái đầu đũa rồi thì mình sẽ phun cái bộ này khoảng tầm 400 lít thôi để cho nó cung cấp đầy đủ những cái dinh dưỡng cho cái cây nuôi trái và lớn trái nhá. Cái bộ này nó còn giúp là chống nứt trái táo này, chống nứt trái và giúp cho cái trái táo nó lấy được màu đẹp hơn. Trái chắc, cái trái nó chắc trái và cái táo nó sẽ tròn căng ra. Thì trong cái lần này là cái anh chỉ lấy mỗi cái thuốc sâu đục trái thôi, bởi vì là cái thuốc dưỡng trái lần trước vẫn còn. Và ở đợt hàng này thì anh có yêu cầu em là luân phiên cái loại thuốc khác đi để cho những cái con sâu đấy nó đỡ bị kháng nhá. Thì trong cái lần này thì em cho dùng cái chai mà đại bàng lửa này kết hợp với cái gói mà A500 sát thủ sâu rầy. Một cặp pha được 200 lít nước. Cái này thì nó vừa sử dụng để phun xịt được cả những cái con sâu đục trái này. Thuốc này nó lưu dẫn nhá, nó diệt được cả những con sâu đục trái, những cái con rầy rệp bám ở trên lá, trên quả nhá. Và đồng thời nó còn là có tác dụng với cả trứng của những cái con mà sâu rầy nữa nhá. Nó diệt được cả trứng nhá, ngăn cản những con rầy rệp lột xác đẻ trứng và làm ung trứng, ngăn hình thành tính kháng, là tính kháng thuốc anh cô chú anh chị em nhé. Giúp diệt trừ nhanh và mạnh, diệt cả trứng và con non và cả con trưởng thành luôn nhé. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái cặp thuốc mà để trị những con sâu đục trái này, sử dụng cho cây táo hoặc là những cái cây trồng khác thì cũng có thể là liên lạc với em qua những cái số điện thoại trên màn hình nhé. Hoặc tí nữa em sẽ để cái những cái đường link của những cái sản phẩm này ở ngay dưới cái phần bình luận mà em có ghi ở trên đầu ấy nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm này thì cũng có thể liên lạc với em qua những cái số điện thoại ở trên đây nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.